đường đi đến thăm chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ. Qua 30 phút đi xuồng và bây giờ chúng tôi đã sắp đến chợ. Hello, phát trực tiếp. Hello, xin chào cả nhà. 10.000, 15.000. Đây là người đang bán xoài. Mít mít bao tiền? Mít 3 cân 100.000, mít chín ăn liền, ổn liền luôn. Đây là mít tấu nữ nha mày. Mít chín cây vẫn còn luôn mày, 3 ký có 100.000 à. Mít 3 ký 100.000. Bán kim luôn cho chỗ đó mẹ. 3 ký 100.000. Bán kim luôn. Dâu thì 4 kg 100 ngàn. Phải thử đã chứ em ơi. Phải thử một quả chứ. Đây là 6 quả. Thử một quả đi. Quả kia không chú sữa. Còn nhiều đấy ông hộ đi con. 50.000. 3 ký 1 ký 100.000. Mít này dọc đường họ bán có hơn 10.000 một ký mà. Thế nào đây bán đắt thế? Đây cần là 35.000. Thế thì lấy tầm 3 ký thôi. Lấy 100 thôi. 100.000 thôi. Mít mít. Con cao này cân tiếp vào đây. Chỗ đấy là 6 ký cân 3 quả. Còn chơi 3 cân đi. Đúng rồi.
mua mấy thứ mà ít. 100 nghìn. Đây 50 ngàn một ký cô. Sai mua rồi. 50 ngàn một ký. Mua nhãn không em? Không phải đẹp quá nhỉ. Mua để 50 ngàn nhờ. 50 ngàn con này 50 ngàn. Đẹp chắc em một cái là bao nhiêu? Ủa,
ngồi luôn đi, chị ngồi đấy à? Bạn đang ướt quá. Đang ướt quá thế này. Đi chợ sớm nếu không đi muộn người ta giải tán hết. Thank you.
con chẳng ngồi được nữa rồi. Đây, một chiếc bố phải cho cháu đi này. Đây chợ nổi mà cũng đầy đủ mọi thứ như ở trên đất liền.